Theo kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Ngày hội Du lịch Văn hóa Chợ nổi Cái Răng thành phố Cần Thơ lần thứ 8 năm 2024, hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới 27 tháng 9 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30 tháng 8 đến 1 tháng 9. Ngày hội năm nay có chủ đề bảo tồn và phát huy văn hóa phi vật thể quốc gia, văn hóa chợ nổi Cái Răng gắn với phát triển du lịch. Địa điểm tổ chức chính là điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Ngày hội quy tụ trên 130 gian hàng với sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố, các hoạt động tập trung bảo tồn các giá trị văn hóa chợ nổi Cái Răng. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động chăm lo thương hộ, hoạt động thương mại dịch vụ ẩm thực.